cái đầu qua đây nè, thả lỏng nha, xương với da này chứ. Đừng có gồng nha. Thôi thả lỏng. Hít sâu vô. Hít sâu vô, rồi thở ra. Wow, what the hell? Lay down, take your shirt. Take out. No shirt. I'm yeah, no, take your shirt. I know. I'm gonna leave my shirt. Take your shirt. On. I know. Where I, what I do? Tỏ cái áo ngoài nó ở trong. Yeah. Why? I just leave it. Áo ẩn không hả? See your boobo, okay? Để làm gì làm chi? Để làm chi your neck, bro, okay? Why you worry? Huh? Đó bây giờ cái thằng này nó đau vai nè, đau tay lái. Đi không? Yeah, that one. It's like right here. Where you hurt? Where there? Right here? Yeah, somewhere around here. Somewhere. Oh, right here, right? Yeah. Okay. Lâu lâu, lâu 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 mới đau. Lâu lâu mới đau biết rồi. Rio lên mẹ kìa. Rio lên mẹ ngồi bú kìa. Để chú làm cho nó sướng không nha. Ngồi gới bú. Ok, để điện thoại nha. Yeah, don't hurt me. Don't kill me. I don't kill you, okay? Don't make it work either. I never kill you. I help you, okay? Nó mắc cỡ, nó không cỡ, nó thấy vú nó. Up here, right? No. Up here? No. It's like the shoulder blade. Right here? Yeah, over there somewhere. I don't mind that. Yeah, I think it's right there. Right there? Yeah, I think so. Mm-hmm. Not right there. No, just this side. Đau cái vai là trị với cái giò. Này nó mặt quá mỏ thầm. Cái máy thì bắn đã nè. Chưa bắn đâu, phải làm cái này xong mới bắn nữa chứ. Chắc là sao bắn được. À, bắn gặt. Anh thử giờ. Rồi. Vô không có trong luôn. Cái đồng này là lên cái não luôn. Cái nào? Mày thử cái nào? Lên tới não luôn cái đồng vậy. Đây vô bắn gặt 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 nguyên cái đầu. Em biết bắn đây gặt gặt anh bắn đây bắn mạnh nữa tổn thương kinh bấm đây đùng mà thấm vô tới chồng thì đã. Để kêu thử nè. Bấm một cái hồ nó gặt. Gặt vô tới trong não luôn chứ hả? Nha. Bị cái tay rồi bên đây không à? Biết rồi nhưng mà cũng kiểm tra không chính là được. Chú Phương đau ở đây, chú Phương trị chỗ khác không à? Mặt bà đó chú trị đó đâu con. Thì chú bộ, cái brand của con nó đau bên kia nó... Chú làm bên đây mà con đau rồi, bên đây nó muốn quấn. Chịu. Gì? Gì? Tê luôn á. Ừ, cái đầu này nó chọc dễ nắm thiệt đó chứ là. Phiêu không? Nghe phiêu không? Ở đây mà con để bác sĩ cái là con phải, hả? Con phải trả năm mớ tiền, thấy không? Và đây chú làm free luôn, không có tiền mà sướng luôn nữa. Mà con mà có khóc chú cho thì ta mà hết tỉnh lẹ luôn á. Chơi đâu nha. À bữa Dương Út khum xuống đâu được đâu. Bây giờ ha khỏe nè. Để chú đi không? Chú đi bác sĩ hả? Gần 20 năm á mà giờ chú mới tự ở nhà chú thấy care, chú Dubai vô sale luôn mà con biết rồi đó. Dịch nó đẻ ra ví dụ. Để coi. Đó là dịch đẻ hết. Hết này không? Hết này không? Rồi lần mẹ để cho anh Thảo làm. Này hết không? Hết chứ. Này hết không? Bắt đầu vô nè, bắt đầu vô đề nè nha, vô vấn đề đó. Ok. Lấy cái kiếm nha. Thở vô kìa. Để cái đầu qua đây nè, thả lỏng nha, xương với da này chứ. Đừng có gồng nha. Thở lỏng. Hít sâu vô. Hít sâu vô, rồi thở ra.
Mặt quá đụng không có thấy. Đi vào, tránh vô. Tránh vô chuyện hay làm con. Hết sơ rồi. Đấy. Kêu nó mới không có dám làm cho nó. Cọc 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 nè. Hết sơ rồi. Đấy. Mà nó mập quá. Mập quá nó không nổi. Mệt quá mọi lần. Má chắc sập quá, hai người lên chắc sập. Sập sao vô. Đó nè. Quá kêu. Ừ, kêu đó, rớp 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 á. Vậy chứ. Đi à. Muốn tôi rồi. Bạn thấy kêu phải không? Dễ chịu phải không? Yeah. Giờ có thêm vũ khí mới nữa hả? Cái mũ làm quýnh cho nó tan. Right there. No. Right there. Ở đó đó. Cố tình chạy xuống kia chú Phương nè. Nhọt hả? Yeah. Cái này ok phải không? Ok. Thấu luôn trong luôn. Tránh vô con. Rồi, hít sâu vô nha. Rồi, thở ra. Ở đâu đấy? À, thở ra. Rồi, nằm ngửa ra. Like this? À hả. Oh, he's gonna kill me, huh? No, I do it. Don't worry. Nói. Yeah. Đau. Không? Yeah, đau. Như vậy con hai cái này con đau này, không tự không so được. Nó bẻ chút xíu thì mệt. Yeah. This is going pretty well, man.
Ghiền luôn. Ghiền luôn. À, một tuần nào thuộc cô xuống kiếm. Thả lỏng, thả lỏng, đừng để chú làm con, cứ thả lỏng này. Kéo nó không nổi à. Thả lỏng được con đừng có gầu đó. Tao cho tiền mày ăn học. Tao đặt bao nhiêu niềm hy vọng cho mày. Cái thằng này mày làm cái chuyện này hả? Em ruột đó. Dạ có em ruột Trấn Thành hả? Ừ. Đi vào. Qua đây con. Giàu vừa giàu nhất showbiz á. Nay dữ lắm, 30 tuổi chứ tưởng nó lớn dữ lắm. Đi đâu đó? Mấy ông 90 tuổi. Đi ông đi ăn cơm đi. Nay chắc cũng 31 à. Mày cũng nổi lắm à. Tụi 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 tập tổ chức cái show gì. Đó, đó là cũng nổi lắm á. Nổi trên nhạc á, nhạc ấy á. Đó, đó giả lắm trời đấy. Hồi trước chú đụng vô chú chịu không nổi á. Really? Yeah. Tức là cái cơ thể con có nó có bệnh đó. Bệnh gì? Chú không biết được con bệnh gì nhưng mà thường thường con bị những cái này là có thể là con bị gì xương khớp. Mệt mỏi. Hơi ẩm cơ thể trong người. Thì con về con bóp hai cái này nè. Con bóp hai bên đây. Chỗ này con đau thì con tác động.
Nghe kìa. Dạ. Không, ngồi cạnh nó mình tác động á. Mình tác động hai cái bàn chân con. Mấy cái bên này hả? Không thể của em bị học ra ngoài đường em bị kiểm tra nó hết, công tác kiểm tra mấy cái bàn chân thôi. Không, đó con ngồi con so con bớt con lặn mấy ngón chân. Đó, con lặn con bớt vậy nè. Tối con ngủ nó rất là ngon, không khỏe luôn. Lướt cha, lướt mẹ nó hay không mày? Đỡ nghe rồi suy. Thấy cái mu mà càng ngày lớn rồi nè. Ê, con về mày. Cái mu ghế đó, cái mu hẹp. Làm thì mày quan tâm, thấy quá rồi. Em bị như vậy, coi là sớm rồi phải quan tâm chứ. Ba nó này chưa lo mày lo gì. Hả? Tao bảo cho mày biết nha. Tao không có chết hoài cho mình giống mày nha. Chị giấy. Làm con này nha. Chỗ nó không đào cũng làm con đâu có đào. Thấy không? Cái mày nha mày. Ê, chứ mày xấu tao. Chứ đâu có xấu tao. Không mày á mày. Lên. Quýt. Mày muốn nó lên bệnh viện, mày lên bệnh viện. Cầm cái xăm dịch có bữa. Quýt. Quá nè. Mà sức thật. Ở đây không ai sợ người đâu. Chú, có dạy anh về hay không? Dạ. Anh nhận cuốc vào cơ không? Về đâu có, mua cuốc vào. Ủa? Ê, đi ông cơ phải không? À, bỏ ông đi chân qua trở đi. Tại vì nguyên hệ trong bi của mình ông lái sao được gặp ông ngoài vậy? Vậy là mọi việc mối liền nữa rồi hả? Cái này nó kêu là nó quăng da đi trong đường hẹp thôi. Nó quăng da ngõ hẹp. Tại vì cái đường hẹp nó hơi hẹp. Chứ mà chỉ đưa lên nữa. Phải cẩn thận nha. Nó đau rồi, nó đau rồi nè. Nó không đau rồi, nó không đau rồi. Nó đau rồi, trứng mà chịu không nổi. Nó đau da nào, đau da này phải không? Lâu lâu nó mới có. Ừ, thì đó, đó. Rồi ngồi chạy xe lâu á. Đúng rồi. Người đó là cái dạng giống như nó có triệu chứng á. Giống giống ai cắn cái khúc đó. Nó nhíu buốt phải không? Rồi kéo thì có một chỗ rồi. Ok. Rồi ngồi vậy. Đụng được cái chân của bé đơ phải không? Đụng cái chân luôn rồi coi. Rồi vậy về kiếm thêm người tới chú Phương chữa cho. Còn vậy là mấy bữa không có đụng được luôn á hả? Nghéo lấy. Thế vậy? Nó mập quá toàn là da với thịt không, không có thấy gân, nó nằm ở đâu hết á. Chú này ăn thừng quá, ước gì chú làm ba của mình. Chú này lớn tuổi mà nhìn còn phong độ quá, tuy nhiên bức lộ tướng. Trời ơi, chú này đúng là hiệp sĩ đường phố mà. Mang hô chú, yêu chú. Nó da thịt nó còn thẳng cứng nhắc à. Hãy
nó còn trẻ mà. Tuổi đang sung mà. Anh không làm nó cũng ngủ, bữa nay 11 giờ trưa, 12 trưa nó mới thức, không thấy à. Nhưng mà bây giờ nó ngủ. Nó ngủ đã lắm. Nó bình thường nó ngủ khác, nhưng mà làm cái này về mình ngủ khác nó khác. À, mình cái này mày làm xong gì mình giờ mày ngủ xong rồi mày thức vậy á, con người mình nó khỏe, nó nhả tinh à. Sao mà nói như cái này nó không đau á, mày làm đâu có đau đâu. Mà khi mà đau á, chịu không bao giờ nổi, giúp cái này là chịu không có nổi đâu. Còn mình nó con cục ở đây vậy ta. Qua người bắn á, cục đạn này luôn á hả? Ừ. Chưa lấy ra luôn. Quá. Ghê vậy. Oh my god. Yeah, đu mỗi một cục ở đây nè. Giờ anh làm sao mà lòi lấy được cục đạn ra anh? Ăn á. Yeah, right. Đu mỗi cục đó mấy năm rồi. Không lấy ra mà lộn thì con mốt bị chết. No. Tại sao con không lấy ra? Bác sĩ bỏ mấy cục đó ra. Không bị gì đâu ấy. Sao cũng bị. Đừng có giỡn con. Mốt nó ứ xếp rồi đó. Tụi đi bắt lại sĩ lấy ra. Con biết, con biết đạn rồi metal nó xét sao nó không xét. Tất cả là hệ thần kinh không đó nghe con. Nó giỡn mặt cái đó à. Tuổi con trẻ nó không bị gì, nó lớn tuổi già nó bị. Nó làm hẹn bác sĩ rồi nó khám nó. Đụng bỏ tự tôi rời nó hết rồi, trời ơi đụng mọi cái diện cục nó lộn lên cục xương vậy, thấy ghê vậy. Nè, thấy không, nó này đây nè. Ờ. Cục tổn này nè. Đi lấy ra mổ, đi bác sĩ khám, nó mổ lấy ra, nói ra là lúc trước quá không có lấy được á. Tin gà gì, mạng nó lớn á. Đợt đó tôi đang làm ở hãng thích thích á. Lúc đó là thằng Tài đang mổ, đụ có mổ xong về, tôi xem nó giữ thằng Tài bị phỏng. Tôi đang làm ở trong bán gọi, về thằng Tài vừa bị phỏng xong, nó đang thở, nó mới bị bắn anh ơi. Đụ nó gò hồn, chía mất mẹ nó hết. Cho nên lúc đó mình biết bao nhiêu chuyện xảy ra luôn á. Mà hả, cái thằng nó bắn á thì tụi tôi biết nó sao. Bà mẹ nó. Rồi giờ thử hôm cái lưng coi sao rồi. Thử hôm cái lưng xuống coi đụng chân không. Ừ. Vậy là ngon rồi. Ừ, rồi sao mốt có xuống kiếm Phương Bùi, đốc tàu Phương Bùi nữa không? I don't know. Maybe. 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 Rồi tới mày.